I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky, and all that I can see just a yellow lemon. Hello hello, Sa đã quay trở lại cùng Video Squad và review song ngớ rồi đây. Hôm nay thì Sa có một bộ song mà chị em mình đã ý ới và trông đợi bữa giờ, chính là Merzy Velveteen Season 3. Ở phiên bản này thì Merzy đã đầu tư hẳn một packaging hoàn toàn mới so với phiên bản cũ. Song sẽ chuyển sang dạng trụ vuông dài với tông màu ombre đỏ kim loại sang trọng và nổi bật. Sa cảm thấy packaging này thì siêu siêu đẹp luôn á. Song còn có hộp giấy nữa, nhưng mà ở trong PR package hãng gửi cho Sa thì không có hộp, cho nên là Sa không quay cho chị em mình xem được. Sa hơi tiếc chút là cái phần son mạ kim loại nó hơi bị dễ in dấu vân tay, và cảm giác của thỏi son này thì nó chưa được chắc nặng thôi. Nhưng mà bởi vì giá thành cũng êm ái cho nên Sa nghĩ mình không đòi hỏi thêm quá là nhiều được. Ở season 3 này thì có concept là Color of Youth, những màu sắc nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mút cỏ son là dạng mút bông thẳng có phần vát xíu nhẹ quen thuộc. Bảng màu season 3 thì sẽ gồm 6 màu, được hãng định hướng theo các tông son trầm cho thu đông. Cụ thể là gì thì chị em mình cùng Sa khám phá liền nhé. Mở đầu cho season 3 là mã son V13 Ambition. Đây là sắc cam nút be vàng nhưng mà không bị nhợt nhạt, lên đẹp ở trên tông da châu Á. Màu son này thì sẽ không kén tông da, nhưng mà sẽ cần chị em mình make up đi kèm để dùng được đẹp nhất nha. Son thì cũng sẽ hơi làm xịn nhẹ men răng. Kết cấu Velveteen nhà Merzy đã được hãng cải tiến. Hiện tại thì Sa thấy chiếc son đã có độ xốp kem hơn, không ẩm lạnh như nước và thuần Velveteen hẳn như là dòng cũ nữa. Son lên môi thì cũng chuẩn màu hơn, không bị phụ thuộc vào nền môi, lớp son cũng đều màu hẳn. V14 Passion là một màu son khá là lạ, vì lúc vừa quẹt ra thì Sa thấy đây là một tông cam, nhưng đợi một chút son tiệp vào thì sẽ chuyển sang sắc hồng đất MLBB hay ho. Màu son này thì dễ dùng, dịu mắt, chỉ có một lưu ý duy nhất là sẽ hơi làm xịn men răng. Với sự cải tiến chiếc son mới này thì Sa ưng nhất là hãng đã tăng độ ẩm cho son. Son lên môi mềm, cho finish đúng chuẩn Velveteen luôn. Khi vừa lên thì sẽ hơi bóng ẩm nhẹ, nhưng mà chỉ cần tán mỏng hoặc bậm môi vài lần á là son sẽ xếp về finish blurry, mờ lì, mịn như nhung. V15 Challenge là sắc nâu cam đất quyện cùng đỏ hay ho. Ba gam màu này thì không màu nào trội nhất, cho nên nhìn tổng thể vừa lạ vừa dịu mắt. Vì thuộc về tông ấm cho nên son sẽ hơi xịn men răng nhẹ, còn lại thì sẽ không có khuyết điểm gì nữa đâu. À mà màu son này sau khi trôi thì nó sẽ để lại stain vàng ngộ lắm luôn á. Kể từ màu này thì Sa thấy trước son cũng đã lỏng hơn hai mã son đầu. Phần cọ lấy son thì siêu nhiều, cho nên một lần nhúng cọ thì Sa thấy đã đủ lượng son để tô full môi đỏ đậm luôn. Đến với V16 Independence thì chúng mình sẽ có ngay sắc đỏ trầm cổ điển, nhưng mà được pha nâu ẩn trông rất là trendy. Màu son này siêu đẹp và dễ dùng luôn á. Đỏ cổ điển thì đương nhiên là sẽ không kén da, không đòi hỏi make up rồi. Ngoài ra thì chị em mình còn được tặng kèm combo làm tôn da và trắng răng mỗi khi dùng em này nữa. Điểm Sa quan ngại nhất chính là phần mùi son, bởi vì mùi son này là siro hương trái nho, hơi hắc và hương liệu. Nếu mà nhạy cảm mùi hương thì Sa nghĩ chị em mình nên cân nhắc nha. Đây cũng là điểm trừ duy nhất của chiếc son mà Sa thấy. V17 Confidence tiếp tục là một sắc đỏ trầm nữa, hỗn hợp đỏ cam nâu quyện cùng thêm tí hình vàng siêu xinh. Vì trầm cho nên khi đánh đậm rõ thì chị mình nên kết hợp cùng make up. Còn chỉ tán ưng ẩn thôi thì màu này xinh lắm luôn á, dùng được ở trên mặt một vô tư. Son không kén da và cũng không đòi hỏi make up, không làm xịn men răng luôn. Chiếc son mới này thì son vẫn để lại stain màu, nhưng mà không đậm rõ như bản cũ nữa. Gần như là son màu gì thì stain sẽ màu đó luôn. Có hai màu Sa thấy stain hơi hồng thì nó ra kiểu hồng đào dễ chịu á, chứ không bị hồng tím. Cụ thể thì Sa sẽ để phần low stain cận cảnh từng màu ở cuối video cho chị em mình nha. Độ bám của em này cũng khá là tốt, tầm từ 4 đến 6 tiếng lận. Cuối cùng là V18 Diversity, sắc nâu trầm với tí đỏ ẩn lạ mắt và cá tính. Tuy là nâu nhưng mà sắc son này lại trung tính và hơi ngả lạnh, chứ không ấm như các tông nâu chị em mình thường thấy. Màu son lạ và bạn nào mà cá tính mạnh thì Sa sẽ highly recommend luôn. Son này thật ra tán mỏng thì dễ dùng lắm á. Đây là màu mà Sa thích nhất trong collection này. Không có điểm trừ nào đâu, nhưng mà nhớ dùng kèm makeup nếu mà chị em mình dùng rõ đậm full môi nhé. Mỗi thỏi son Merzy Velveteen Season 3 thì đang được niêm yết giá 169.000. Merzy có tặng code giảm cho mỗi thỏi son, Sa sẽ để ở description box cho chị em mình mua được tiết kiệm hơn nha. Tổng quan mà nói thì với giá đó, Sa thấy Merzy Velveteen Season 3 này quá là hợp lý rồi. Từ packaging, bảng màu son tới chất son thì Sa đều ưng. Son có một số điểm trừ nhẹ như là mùi hương và packaging hơi dễ in dấu vân tay, nhưng mà thật ra thì cũng không vấn đề lắm. Sa thấy chất son, mẫu mã lẫn bảng màu đợt này thì đúng là một cuộc cách mạng thành công cho Merzy Velveteen so với bản cũ luôn. Bảng 6 màu thì màu nào cũng xinh, Sa thích nhất là V17 và V18. Trên
hai điểm 10 thì Sa xin cho 9 điểm rưỡi yêu thương. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sa cảm ơn mọi người thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của VTN Yaway nhé. Thêm gia cả clip của Yaway nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.